vâng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức triển khai đảm bảo đúng sứ mệnh đề ra. Theo quyết định công an năm 2013, Phó Chủ tịch sở công nghiệp của bộ công nghiệp làm việc xuất lại 5.943.000 đồng, tăng 9% năm và tăng 2% so với cùng kỳ. Theo kết quả đã đạt được trong năm